À, xin chào các bạn, hôm nay mình trổ tài nấu ăn nha các bạn. Hôm nay mình nấu món bít tết khoai tây chiên cộng với cải bó xôi măng tây nha các bạn, cộng với cái bắp cải này, đọt bắp cải đây. Này là bò, này bò Mỹ nha các bạn, mình mua ở siêu thị á. Mình đang chưa rã đông ra nên sẽ phải rã đông nha. Trong thời gian rã đông đó thì mình sẽ hấp cái khoai nè với măng tây nha các bạn, và bông cải non đây. Mình bắt lên có cái dĩ đây rồi nha các bạn, mình bỏ xí muối vào. Rồi mình tiến hành bỏ khoai tây và rau củ rồi vô nha các bạn, để mình hấp. Trong thời gian hấp, trong thời gian chờ đợi rã đông á thì mình hấp cái này trước. Ngoài ra nếu các bạn không hấp thì mình có thể xào trực tiếp luôn nha các bạn. Còn khoai tây thì mình phải luộc. Còn đây bà xã mình thì đang nướng chiên thịt nha các bạn. Này chiên dùng để làm cái gì đây? Hình như bà xã làm món cuốn thịt nướng thì phải. Nó đang khuấy nè. Cái này khuấy để nước nước mắm để mình chan vào bún thịt nướng nha các bạn. Đây, cái này là thành phẩm chiên đựng nữa rồi đó. À, còn cái này là mình đã luộc hấp rồi nha các bạn. Này thịt này đang rã đông. Rồi sau khi rã đông rồi thì mình rắc tiêu và muối lên nha các bạn. Rắc xa xa ra, đừng thấp quá thì nó sẽ dồn cục lại, nó mặn không có ngon thịt. Thì mình ốp gì thì khi mình chiên lên thì nó đậm đà, nó thịt bò nó sẽ mềm hơn, ngon hơn. Muối nha các bạn. Do trong lúc này mình vừa làm vừa quay nên nó không được đầy đủ lắm cho các bạn. Thì mình sẽ trong cái clip sau mình sẽ làm, mình sẽ nhờ người quay thì sẽ đầy đủ hơn. Mong các bạn thông cảm. Đây mình massage cho nó nè. Mình có thể để dầu liêu hoặc dầu vô mình ốp luôn nha các bạn. Rồi mình chiên lên mình khỏi bỏ dầu. Nhưng mà ở đây mình không có ốp nên mình phải bỏ dầu vô để mình chiên. Ở đây mình sẽ dùng dầu ô liu để cho nó ngon hơn nha các bạn. Rồi sau khi mình ốp xong rồi mình để 15 phút nha các bạn. Thì cho nó thấm đều thì mịt bò sẽ mềm hơn. Đây mình bỏ dầu ô liu vào chảo nha. Khô chưa? Khô đấy. Cho nó nóng lên nha các bạn. Rồi. Do chảo này nó không được tốt lắm nên nó phồng ở giữa rồi. Lần sau mình sẽ trang bị cái chảo gan nha các bạn. Chiên nó sẽ chất lượng hơn và thịt bò nó sẽ mau mềm và ngon hơn. Đây, nóng lên rồi thì mình sẽ bỏ tỏi vào. Và các bạn thấy tiếng thấy bốc khói lên thì mình và các bạn hãy bỏ bò vô nha các bạn. Nóng lên vậy nó sẽ bò nó sẽ thăng lại, nó sẽ không có chảy máu ra, nước rồi ra chất dinh dưỡng ra, rồi nó sẽ thăng mặt dưới là sẽ bò nó sẽ mềm mà ngon hơn. Đây mình dùng dầu ô liu. Còn người kia bên cạnh thì vợ đang chiên thịt nướng nha các bạn, để làm món bún thịt nướng. Còn mình làm bít tết. Bà xã rất thích ăn bít tết nên mình hôm nay mình trổ tài nha. Đây khi mà nó đã bốc khói lên rồi các bạn bỏ miếng bò cho các bạn nghe tiếng xèo cái là đã được. Do mình vừa quay mà vừa bỏ bò nữa nên không
không có quay cho các bạn được nha các bạn. Ở đây là thành phẩm rồi, do nãy có bận công việc nên mình nhờ vợ chiên giùm nên xong rồi các bạn, hoàn thành rồi nha các bạn. Đó, bò vợ chiên thì nó hơi chín quá. Đây khoai tây mình chín quá. Khoai tây mình có chiên với bơ nha các bạn, một chút bơ và bò cũng vậy, lúc mà chiên gần xong mình bỏ miếng bơ vô thì nó sẽ ngon hơn. Đây, đây là thành phẩm. Còn đây là món bún thịt nướng vợ mình cũng nấu thành phẩm rồi nha các bạn, rất là tuyệt vời. Hẹn các bạn lần sau mình sẽ quay đầy đủ hơn. Xin chào, cảm ơn các bạn.